Vào mùa hè năm 2018, sau chiến thắng 3-1 trước Liverpool tại Kiev và mang chiếc cúp vô địch UEFA Champions League lần thứ 13 về với phòng truyền thống của Real Madrid, các Madridista chắc hẳn sẽ không thể nghĩ rằng Ronaldo chuẩn bị rời khỏi Santiago Bernabeu sau 9 năm gắn bó với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha khi ấy quyết định gia nhập Juventus với mức phí chuyển nhượng lên tới 100 triệu euro cùng 12 triệu euro phụ phí cho một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với bà đầm già thành Turin. Số tiền đưa Ronaldo sang Juve biến anh trở thành cầu thủ trên 30 tuổi đắt giá nhất thế giới và Juventus là câu lạc bộ Italia thực hiện bản hợp đồng đắt giá nhất Serie A. Đã 4 năm trôi qua kể từ khi thương vụ này được diễn ra, Ronaldo giờ đã không còn là cầu thủ của Juventus bởi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, Manchester United đã một lần nữa tái hợp với CR7. Ronaldo quay trở về với nơi đã đưa tài năng và tên tuổi của mình ra khắp thế giới. Dù vậy, câu chuyện về những lý do thật sự khiến siêu sao người Bồ quyết định rời Real Madrid vẫn là chủ đề được đem ra bàn tán suốt những năm vừa qua. Thời điểm Real Madrid chính thức công bố Cristiano Ronaldo sẽ chuyển sang Juventus, trên website của bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Ronaldo đã có những dòng trạng thái đầy xúc động. Những năm qua, Real Madrid và thành phố Madrid có thể là hạnh phúc nhất trong đời tôi. Cảm xúc duy nhất của tôi là sự biết ơn tới câu lạc bộ, những cổ động viên và thành phố này. Tôi chỉ có thể dành những lời cảm ơn tới tình yêu, tình cảm tôi nhận được từ họ. Tuy nhiên, đây là lúc để tôi mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đời. Đây là lý do tôi yêu cầu đội bóng chấp nhận mong muốn được ra đi. Tôi xin lỗi và tôi mong mọi người, đặc biệt là các cổ động viên, hãy hiểu cho quyết định của tôi. Dòng thông báo ấy đã dấy lên một làn sóng tranh cãi giữa những người hâm mộ CR7. Bởi trước khi đưa ra quyết định này, mối quan hệ giữa Ronaldo và chủ tịch Florentino Perez là hoàn toàn bình thường. Đa phần các cổ động viên đều nghĩ rằng CR7 thật sự muốn ra đi để tìm những thử thách mới cho bản thân và ai cũng đều hiểu cho quyết định tương đối bất ngờ này của siêu sao người Bồ. Một số tờ báo quốc tế cũng bắt đầu đoán già đoán non về lý do mà tiền đạo của Real Madrid đã có những quyết định gây sốc như vậy. Tờ Abola của Bồ Đào Nha tiết lộ rằng Ronaldo đã cảm thấy quá mệt mỏi khi gặp phải những vấn đề với cơ quan thuế Tây Ban Nha. Quyết định ra đi của Ronaldo được coi là không thể thay đổi, trong khi Juventus là giải pháp an toàn cũng như là một thử thách mới. Tuy nhiên, trái với dòng thông báo của Real Madrid viết trên trang chủ của câu lạc bộ khi Ronaldo chuyển tới Juventus là thương vụ xảy ra xuất phát từ ý muốn và yêu cầu của Cristiano. CR7 trong buổi phỏng vấn với Fang Football đã đưa ra những thông tin khiến giới mộ điệu vô cùng bất ngờ. Theo đó, siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định việc anh tới Juventus hoàn toàn là bởi Real Madrid đã thay đổi, đặc biệt là vị trí của chủ tịch Florentino Perez. Ronaldo chia sẻ, tôi có thể cảm nhận được điều đó từ câu lạc bộ, đặc biệt là ông chủ tịch. Họ không còn xem trọng tôi như những ngày đầu mới tới nữa. Trong 4-5 năm đầu ở đây, tôi thực sự là Cristiano Ronaldo. Thế nhưng về sau, cảm giác đó bắt đầu vơi bớt đi. Ông ta nhìn tôi như thể muốn nói rằng tôi không còn là người quan trọng nhất với câu lạc bộ nữa. Sau đó, chủ tịch Florentino Perez đã không đáp lại những điều Ronaldo đã nói. Dù vậy, theo nguồn tin từ chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha William Bala, CR7 đã chủ động ra đi vì không tìm được tiếng nói chung với ban lãnh đạo đội bóng trong quá trình gia hạn hợp đồng. Ông William Bala tiết lộ, huấn luyện viên Julen Lopetegui không hề muốn để Ronaldo ra đi. Sự thật là chẳng ai ở Real Madrid muốn đẩy cậu ấy ra đi cả. CR7 nói rằng nếu không muốn mình ra đi, ban lãnh đạo Real Madrid cần một bản hợp đồng mới xứng đáng với những đóng góp của mình trong thời gian qua. Florentino Perez đồng ý, nhưng ông lại muốn hạ thấp phí giải phóng hợp đồng của Ronaldo. Chính điều đó khiến ngôi sao người Bồ cảm thấy mình không còn là người quan trọng đối với câu lạc bộ. Ngoài ra, đã có rất nhiều lý do ngoài lề được đưa ra để lý giải về quyết định chia tay đội chủ sân Santiago Bernabeu của đội trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Theo cựu chủ tịch của Real Madrid, Ramon Calderon, viễn cảnh về việc Neymar cập bến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha với tư cách là người thay thế chính CR7 cũng được cho là một phần trong quyết định ra đi của cựu ngôi sao Manchester United. Cựu chủ tịch của Los Blancos chia sẻ với Radio Villa Trinidad, Cristiano đã yêu cầu tăng lương sau khi giành chiếc vô địch Champions League và Florentino Perez đã từ chối yêu cầu đó. Cristiano cũng đã rất tức giận vì nghe tin Madrid sẵn sàng trả rất nhiều tiền cho Neymar. Tờ Marca cũng đồng tình với quan điểm của Ramon Calderon khi cho rằng Ronaldo thất vọng vì không được chấp nhận yêu cầu tăng lương trong bản hợp đồng mới, đồng thời cảm thấy khó hiểu khi Real Madrid quyết tâm chiêu mộ Neymar với mức giá 222 triệu euro. Bên cạnh đó, Ronaldo nhận mức lương 23 triệu euro một năm, nhưng cho rằng con số này không xứng đáng với những đóng góp vào 4 chiếc vô địch Champions League của Real Madrid trong 5 năm gần nhất. Khi mà số tiền mà siêu sao người Bồ được nhận đứng sau Neymar 36,8 triệu euro một năm, và Leo Messi 40 triệu euro một năm. Tuy nhiên, chính Ronaldo đã phủ nhận những cáo buộc anh rời khỏi Real Madrid vì vấn đề tiền bạc.
CR7 cho rằng nếu anh chơi bóng vì tiền, anh đã có thể đến Trung Quốc, nơi sẵn sàng trả cho Ronaldo mức lương gấp 5 lần số thù lao mà anh nhận được ở Juventus. Thậm chí mức lương của CR7 tại Juventus chỉ ngang bằng những gì anh kiếm được tại Real Madrid, nếu không muốn nói là ít hơn. Dẫu vậy, Ronaldo vẫn chọn gia nhập Bà Đầm Già thành Turin bởi ở đó anh thấy mình được câu lạc bộ tôn trọng. Một giả thiết khác liên quan đến những người thầy cũ của Ronaldo tại Real Madrid là Zinedine Zidane. Khi không có được một phong độ cao nhất tại đội bóng thành Madrid, chính Zidane là người đứng ra bảo vệ cậu trò trước sóng gió chỉ trích của dư luận. Nhưng ngay sau khi giành chức vô địch Champions League vào năm 2018, Zidane cũng đã chia tay đội chủ sân Santiago Bernabeu. Chính quyết định này của huấn luyện viên người Pháp đã khiến Ronaldo cũng muốn rời khỏi Real Madrid trong khoảng thời gian đó. Sau cùng, giới chuyên gia và người hâm mộ vẫn chưa thể tìm ra đâu là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chia tay bất ngờ giữa Ronaldo và Real Madrid. Nhưng có lẽ những xích mích giữa siêu sao người Bồ và chủ tịch Florentino Perez là lý do hợp lý hơn cả. Luận điểm này ngày càng được khẳng định mạnh mẽ hơn khi vào năm 2021, tờ El Confidencial của Tây Ban Nha đã tung ra những trích đoạn ghi âm lời của Perez nói về Ronaldo vào năm 2012 khi cầu thủ này vẫn còn khoác áo Real Madrid. Ronaldo là kẻ điên khùng, ngu ngốc, bệnh hoạn. Mọi người nghĩ anh ta bình thường, nhưng những gì hắn ta làm thì không bình thường chút nào. Điều ngu ngốc nhất gần đây cậu ta làm, cả thế giới đều nhìn thấy. Tại sao cậu ta lại làm điều ngu ngốc đó? Từ ngày sau đó, chủ tịch của Real Madrid đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc. Ông cho rằng đoạn băng ghi âm được công bố để hạ thấp uy tín của ông sau thông báo thành lập Super League. Nhưng rõ ràng những gì được công bố càng khẳng định mối quan hệ của Ronaldo và chủ tịch Real đã rất căng thẳng vào thời điểm đó. Và mới đây, trên OAM Postcard, người đại diện của tiền vệ Toni Kroos là Volker Schlott đã chia sẻ: "Chủ tịch Perez đã nói với tôi rằng Cristiano không phải thương vụ thế kỷ của Real Madrid. Anh ấy có thể ghi nhiều bàn thắng nhưng Toni mới là bản hợp đồng thành công nhất của Los Blancos trong thế kỷ này." Có thể thấy rằng dù đã 4 năm trôi qua kể từ ngày Ronaldo rời khỏi Real Madrid, nhưng những dư âm về cuộc chia tay thế kỷ này vẫn còn đọng lại trong ký ức của nhiều người hâm mộ. Rõ ràng cả hai bên đều không có những thành quả đẹp sau cuộc chia tay tốn nhiều giấy mực này. Đối với Real Madrid, câu lạc bộ này đã đem siêu sao người Bồ từ Manchester United về với giá 96 triệu euro, phá kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng thời bấy giờ. Và những gì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhận về là 450 bàn thắng trong 9 năm CR7 khoác áo Real Madrid. Cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử Los Blancos với 311 bàn ở La Liga, 22 bàn ở Cúp Nhà Vua, 105 bàn ở Champions League và 12 bàn ở các giải đấu khác. Còn với Ronaldo, Real Madrid chính là đội bóng đưa CR7 đạt tới đỉnh cao phong độ, vươn mình trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Tại Los Blancos, Ronaldo đã giành được 2 chức vô địch La Liga, 4 chức vô địch Champions League, 2 siêu cúp Tây Ban Nha, 3 siêu cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup và 5 quả bóng vàng thế giới. Từ ngày rời khỏi vòng tay của các Madridista, Ronaldo có lẽ đã cống hiến tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp bóng đá của mình ở lại với sân Bernabeu. CR7 giờ đã không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp, tuy rằng anh vẫn miệt mài đi tìm những thử thách cùng với danh hiệu mới. Nhưng có lẽ tuổi tác đã ảnh hưởng quá lớn đến những bước chạy của siêu sao người Bồ. Còn với Real Madrid, có lẽ phải rất lâu nữa, đội bóng này mới có thể tìm được một cầu thủ như Ronaldo. CR7 không chỉ giúp kênh trắng đạt được đến các danh hiệu, mà Ronaldo đã trở thành một biểu tượng tại nơi đây, mang tên tuổi của Real Madrid đi khắp thế giới. Các huyền thoại của mỗi đội bóng khi rời khỏi câu lạc bộ mình đã cống hiến đều có cho mình một buổi lễ chia tay đầy trang trọng. Nhưng Ronaldo và Real Madrid thì không như vậy, chẳng có một buổi lễ nào. Chỉ có những dòng thông báo lạnh lùng trên trang chủ câu lạc bộ. Người hâm mộ trên toàn thế giới buồn cho một mối tình đến với nhau vào quãng thời gian đẹp đẽ nhất, để rồi rời đi mà chẳng bên nào cảm thấy trọn vẹn. Phần quà nào đang chờ đón các bạn khi pre-order tập 2 của Bí ẩn Ozone? Sẽ chỉ có duy nhất một cơ hội để các bạn có thể trở thành những người may mắn đầu tiên sở hữu trong tay tập 2 Bí ẩn Ozone. Vậy nên đừng ngần ngại truy cập ngay website thaqua.vn hoặc WeScan và làm theo những hướng dẫn đã được gắn bên dưới nhé. Và để hòa chung với bầu không khí của World Cup 2022, Bí ẩn Ozone cũng sẽ gửi tặng tới tất cả các bạn phần quà là tấm lịch độc quyền dành cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây chắc chắn sẽ là phần quà đi kèm với những bạn đăng ký pre-order sớm nhất cho tập 2 của Bí ẩn Ozone. Vậy nên hãy nhanh tay đăng ký ngay nhé! Tập 2 của Bí ẩn Ozone cùng phần quà độc quyền sẽ được chuyển tới tận tay các bạn từ ngày 17 tháng 11 tới 20 tháng 11, ngay trước thềm World Cup 2022. Mong rằng có thể nhận được những đánh giá sớm nhất về Bí ẩn Ozone tập 2 từ tất cả mọi người.